truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp Robux giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong series về Roblox Studio. Có một số bạn đặt câu hỏi với mình về cái vấn đề làm game và nó có liên quan tới Blender. Đó là làm cách nào chúng ta có thể đưa những model, những cái mesh model này từ phần mềm Blender vào Roblox Studio mà không bị gọi là không hiển thị này, không căn chỉnh này, không điều chỉnh kích thước này. Các bạn còn quá mập mờ vấn đề đó thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Cái này dành cho những bạn mới thôi, còn những bạn nào pro đã biết rồi thì thôi. Thì hiện tại các bạn đang thấy là mình đang có mặt trong Blender với một cái model cái cân. Cái cân này mình đã có đặt câu hỏi đố các bạn đó là gì, và cũng có một số bạn đã comment đúng. Và cái thứ hai mình cũng đã cập nhật trong tựa game Lumber Island Tycoon một cái chữ là set down bằng update. Có thể trong ngày mai thôi mình sẽ set down cái tựa game này để chuyển toàn bộ nội dung cho cập nhật 1, sau đó sẽ mở lại nhé. Rồi thì đây là Roblox Studio. Hồi trước á, thì chúng ta có một cách là các bạn vô cái phần workplace này, nhấp phải cũng được ha. Chúng ta sẽ insert object, chúng ta sẽ chọn một cái tên là mesh part này các bạn. Chọn cái này vô. Cái thỏi đầu tiên Roblox nó ra đấy, thì các bạn sẽ chèn những cái file model từ Blender vào cái studio bằng cái mesh part này. Ở đây nè, bên góc phải nè, chỗ cái property á, chúng ta sẽ có một cái là mesh ID. Rồi các bạn bấm vô thư mục ha, và chèn chỗ này. Có file nào á, từ Blender thì bấm vô đây, thì nó sẽ chèn cái file vô. Và nó yêu cầu chúng ta là có chọn tích cái này hay không, tích cái kia hay không thì rất là lâu. Và nếu bạn không biết cách, các bạn chèn những cái Blender mà nó có nhiều cái mesh á. Đây nào, ví dụ như cái cân này chúng ta sẽ có 3 cái mesh. Mình chỉ video này cho những bạn nào đã biết xài Blender thôi. Còn đối với những cái video hướng dẫn view game về Roblox Studio chi tiết hơn cho người mới, thì khi nào mình rành rồi mình sẽ đưa tới các bạn một cái series hoàn chỉnh hơn. Với những cái model mà có nhiều mesh, các bạn không nên áp dụng cách đó. Cái cách mà chúng ta chèn cái mesh part này vô. Rồi ha, thì đầu tiên chúng ta sẽ xuất cái file đó bằng cách là bấm file nè, export, chọn cái file là FBX. Chọn cái file này ha, đặt cái tên vô. Còn mình đã đặt tên là scale rồi. Rồi sau đó các bạn vô Roblox Studio. Thì trong Roblox Studio này bên cái phần view, nó cho chúng ta một cái function, một cái chức năng là Asset Manager nè. Nếu bạn không có bạn bật vô ha. Bấm vào phần view, bấm Asset Manager. Thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái nút là Bug Import. Các bạn sẽ bấm vô phần này và chọn vô cái file các bạn vừa save. Mình bấm nó vô, bấm Open. Nó sẽ hiện chúng ta duy nhất một tấm bảng thôi. Và tích chọn hai cái dấu đầu tiên, mặc định là như vậy. Thì mình sẽ bấm vô Apply. Không có tích chọn hay không có bỏ chọn một cái dấu nào hết. Bấm Apply thôi. Thì bên góc này nó hiển thị chúng ta một thống kê này. Ba cái file này, tức là ba bộ phận của cái file Mesh Model nó sẽ import từ từ. Bên dưới này nó cho chúng ta là ba cái file đã hiển thị. Update thành công. Giữ phím Ctrl chọn tất cả cái file của cái model đó. Nhấp phải. Ở đây chúng ta có một cái dòng á, Insert with Location. Thì bạn chọn cái dòng này. Đó. Thì ngay lập tức những cái file được resize, điều chỉnh kích thước cho hợp lý và đưa tới cùng một vị trí. Đây là một cái chức năng. Nếu những bạn nào mới chơi hay là mới làm game thì sẽ không biết. Biết rồi thì thôi. Công việc đầu tiên bạn cần làm sau khi import cái file mesh á, chúng ta sẽ vô cái phần Home. Bấm Anchor chỗ này. Để chúng ta neo lại, neo những vật phẩm này lại cho không bị rớt. Cái thứ hai mình sẽ bấm vô chữ Group để chúng ta nhóm nó lại thành một cái file duy nhất. Để làm gì các bạn? Để mình kéo đi cho nó dễ nè ha. Mình kéo, mình xoay, mình điều chỉnh vị trí cho nó dễ. Đó, rồi các bạn có thể điều chỉnh ha, scale nó, xoay nó. Các bạn thích như thế nào các bạn có thể làm. Thì như mình nói là những video hướng dẫn về Blender cũng như là Studio. Nếu bạn thích thì hãy để lại một like và đăng ký kênh cho mọi người mới, cho mình biết tín hiệu để có động lực ra nhiều video hơn. Giống như là ở đây chúng ta có một cái file là cái xe nè. Cái xe này mình cũng làm từ Blender. Cái xe đẩy này thì mình không có tô màu, mình đem vô cái Roblox Studio mình tô màu ha. Thì cái xe đẩy này nó rất là nhiều part ha, rất là nhiều mesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bạn chèn bằng cách truyền thống nó rất là lâu và rất là khó. Cho nên cứ áp dụng cách mình chỉ trong video này. Rồi vậy nha, trong video này mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta có thể đưa toàn bộ file mesh từ đơn giản tới phức tạp vô Roblox Studio cho nó chuyên nghiệp hơn và nhanh chóng hơn, không bị lỗi nữa. Và hãy chờ đón cập nhật đầu tiên của tựa game Lumber Island Tycoon. Cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.